Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết, bộ 4 sản phẩm của Samsung đó là Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra cộng thêm Bonus và thêm đó là sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip là những sản phẩm đang được rất quan tâm ở thời điểm hiện tại bởi vì nó cũng mới được ra mắt ở trên thị trường toàn cầu mà thôi. Đấy, thế thì trong cái tâm bão ở đây là có hai cái tâm bão. Tâm bão thứ nhất là tâm bão ra mắt của những sản phẩm flagship của Samsung, và tâm bão thứ hai là tâm bão dịch Corona. Thì Xiaomi bất ngờ ra mắt sản phẩm Mi 10 và Mi 10 Pro. Thì tất nhiên là cái lời hứa của Xiaomi ngày trước đấy là Mi 10 và Mi 10 Pro sẽ là những sản phẩm smartphone chạy con chip 865 đầu tiên trên thế giới thì đã không thành sự thực rồi, bởi vì Samsung đã làm cái điều này trước Xiaomi. Đấy, nhưng thôi, giữa cái tâm bão này thì thử xem là Mi 10 với Mi 10 Pro nó sẽ có cái điểm gì đặc biệt để nó có thể vượt được qua tâm bão này. Tất nhiên rồi, giá sẽ là giá rẻ, giá rất rẻ luôn. Cuối video mình sẽ nói cho các bạn xem là giá nào là bao nhiêu. Tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cả giá của Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra rồi. Nhưng thực sự Mi 10 có một số những cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy hơi buồn và hơi thất vọng một chút. Đầu tiên là về mặt thiết kế, cái đã các bạn có thể nhìn thấy là thiết kế của Xiaomi Mi 10 cũng như là Mi 10 Pro là gần như là rất là giống nhau, và có cái hơi hướng thiết kế của con Mi CC9 Pro, hay có một cái tên gọi khác đấy là Mi Note 10. Mi Note 10 và Mi Note 10 Pro ở thị trường chính hãng Việt Nam đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái cụm camera đặt dọc ở phía sau nó chiếm như gần như là một nửa cái chiều dài phía sau rồi, đặt lệch sang bên trái, rất giống với cả CC9 Pro. Màn hình thì cũng là một cái màn hình cong đấy, nhưng mà nó chỉ khác một tí so với cả Mi Note 10, đấy là cái màn hình của nó không phải là màn hình giọt nước mà nó là màn hình nốt ruồi, và cái camera selfie thì nó đặt lệch sang bên góc tay trái. Đấy, vậy là cái thiết kế này mình nghĩ là nó không phải là một cái thiết kế mới của Xiaomi nữa rồi. Đấy, và rất là nhiều bạn mà nói là viền siêu mỏng vô khuyết thế này thế nọ, rồi là công nghệ đột phá thế này nọ, thì nếu mà chúng ta quá kỳ vọng thì hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ có một cái sự nó hơi thất vọng nhẹ. Đến bức ảnh thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái thông tin nữa về con Mi 10 này, đó là nó sẽ có 5G. Ok, điều này là điều rất cần thiết ở thời điểm hiện tại rồi. Chip thì là chip 865, RAM thì là RAM DDR5. Đấy, bộ nhớ trong thể đọc ghi tốc độ cao UFS 3.0, Wi-Fi thì là Wi-Fi 6. Đấy, rất nhiều những cái ngon luôn. Đấy, rồi là pin thì sao? Pin của con Mi 10 thì sẽ là pin 4780, còn Mi 10 Pro thì sẽ lại chỉ là 4500 mà thôi. Một cái điểm mình cảm thấy nó hơi ngược một tí. Nhưng mà sạc thì lại là khác đấy nhá. Sạc của con Mi 10 thì nó là sạc 30W. Đấy, còn sạc của cái con Mi 10 Pro thì nếu mình nhớ không lầm là 50 là 66W thì đó. Đấy, kiểu như vậy. Thế còn về màn hình thì sao? Úi dồi ôi, nhiều bạn nói là màn hình tần số quét 120Hz thế này thế nọ. Nhưng không, màn hình thì vẫn là Full HD cộng và tần số quét lại chỉ là 90Hz mà thôi. Tất nhiên thực ra là 90Hz cũng đã là quá đủ đối với những nhu cầu của mình rồi. Đấy, nhưng mà chính ra nếu mà so sánh thế thì cái con Realme X2 Pro nó đã làm được điều này rất là lâu rồi. Đấy, chúng không phải đợi đến tận con này của Xiaomi với mức giá cao hơn của Realme nữa. Đấy. Đấy, rồi tiếp tục nữa nào. Màn hình thì sẽ có kích thước là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Có tần số chạm cảm ứng là 180Hz, có HDR10 cộng rồi này, có DCI-P3. Đấy, có độ tương phản là 5 triệu chia 1, và có độ sáng là 1120 nit. Đấy là mình đánh giá là một độ sáng rất là cao và khá ổn rồi. Đối với cả cái màn hình này của Mi 10 và Mi 10 Pro thì chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa hai cái tần số quét đó là 60Hz hoặc là 90Hz để cho chúng ta có thể tối ưu hóa được pin nó tốt hơn. Đó, tiếp theo nữa nào. Ở mặt lưng ấy thì chúng ta cũng sẽ có một mặt kính cong được làm vát sang hai bên để giúp chúng ta có thể cầm nắm cái thiết bị nó dễ dàng hơn. Và cái điểm nhấn chính trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay mà ông Lei Jun ông ấy nói đó là cái camera của con Mi 10 và Mi 10 Pro sẽ là những cái loại camera tốt nhất trên thế giới bây giờ. Đấy, về điểm số DxO Max mình cũng nói luôn là chỉ mang tính chất tham khảo nhìn cho nó vui thôi nhá. Thì điểm số của Mi 10 đạt được sẽ lên tới là 124 điểm, bao gồm 134 điểm chụp và 104 điểm quay. Nó đã vượt mặt cái con Huawei Mate 30 Pro với 123 điểm.
Đấy, còn nếu mà so sánh điểm tổng chung thì cái điểm tổng của nó là sẽ cao hơn khoảng 3 điểm so với cả con Mi C9 Pro. Nghĩa là đây sẽ là sản phẩm mà có camera tốt nhất từ trước đến nay của Xiaomi. Tiếp tục nữa nào, cụ thể camera ở phía sau nó sẽ có những thông số như này. Sẽ có một camera chính có độ phân giải là 108 megapixel khẩu độ LED 1.69, tiêu cự là 25mm, có hỗ trợ chống rung quang học. Đấy, và cảm biến đó là cảm biến của Samsung, Samsung Bridge HMX. Nó cũng sẽ có thêm một camera ống kính góc siêu rộng, tiêu cự là 16mm, có độ phân giải là 20MP, khẩu độ 2.2. Một camera tele gần, nghĩa là camera tele 2X đấy, sẽ là tiêu cự là 50mm. Đây là camera tele 2X nhé, tiêu cự 50mm, độ phân giải sẽ là 12MP, khẩu độ 2.2. Và sẽ có một cái camera tele xa với tiêu cự dài hơn rất nhiều, đấy là camera tele 94mm, tiêu cự 94mm. Thì 94mm như là zoom lên khoảng 4x thì phải. Đấy, camera này thì sẽ có độ phân giải là 80MP, khẩu độ f2.0. Và chúng ta sẽ có camera selfie là 20MP, khẩu độ f2.0 nữa. Như vậy phần cứng của con này là một phần cứng mình đánh giá là rất khổng lồ về camera rồi. Còn về cấu hình phần cứng thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi đấy. Cấu hình là gần như là mạnh mẽ nhất bây giờ rồi. Chip thì là chip 865, RAM có thể tùy chọn là 8GB hoặc 12GB này. Đấy, nhưng mà Mi 10 và Mi 10 Pro thì sẽ khác nhau về mặt lưu trữ đấy nhá. Cái con Mi 10 thì sẽ có những biến thể đấy là 128 và 256GB bộ nhớ trong. Còn Mi 10 Pro thì sẽ là 256 và 512. Đấy, tất cả thì đều là bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 3.0. Pin thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi đấy, Mi 10 thì sẽ có viên pin lớn hơn nhé, bất ngờ đấy, 4780, còn Mi 10 Pro sẽ là 4500. Đấy, còn những cái sạc khác nữa thì hai sạc này thì cũng sẽ đều có thêm sạc không dây 30W và sạc ngược không dây 10W, nghĩa là có thể có wireless power share giống như các vị của Samsung. Đấy, và cái điều nữa mà chúng ta quan tâm tới đó là về giá bán thì sao. Đấy, giá bán của Mi 10 và Mi 10 Pro đều rất là hấp dẫn. Với Mi 10 thì phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128 sẽ có mức giá là khoảng 13.3 triệu. Phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 sẽ có mức giá là khoảng 14.3 triệu. Phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 256 sẽ có mức giá là khoảng 15.6 triệu. Còn đối với Mi 10 Pro thì cái phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 sẽ có mức giá là khoảng 16.6 triệu. Phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 256 sẽ có mức giá là khoảng 18.3 triệu. Và phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 512 sẽ có mức giá gần 20 triệu, nghĩa là 19.9 triệu. Và Mi 10 thì sẽ được chính thức bán ra vào ngày 14 tháng 2, nghĩa lên kệ vào đúng ngày Valentine luôn. Đấy, và sẽ có những màu sắc tùy chọn, đó là màu xám đen, màu xanh, màu hồng đào. Đấy, còn Mi 10 Pro thì sẽ có những màu sắc tùy chọn, đó là màu trắng và màu xanh. Các bạn cảm thấy sao về bộ đôi sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và tất nhiên là trong cái thời điểm hiện tại thì rất khó có thể có được những sản phẩm Xiaomi xách tay từ Trung Quốc về. Không biết là Mi 10 với Mi 10 Pro thì Clickbuy có bán hay không? Đấy, nghĩa là có nhập về được hay không? Đấy, tuy nhiên là các bạn cũng có thể tham khảo qua những sản phẩm Xiaomi khác tại Clickbuy, những sản phẩm Xiaomi hàng chính hãng bây giờ. Đấy, ví dụ như Redmi Note 8 Pro chẳng hạn, bây giờ cũng đang có mức giá rất là tốt tại Clickbuy rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo qua những sản phẩm khác nhé. Nếu không mua được điện thoại Trung Quốc ở trong cái tầm giá này thì chúng ta có thể nghiêng sang những sản phẩm khác của Samsung chẳng hạn. Ví dụ như là cái con Mi 10 với Mi 10 Pro ở đây nhé, mức giá loanh quanh tầm khoảng 13 đến 14 triệu thì chúng ta có thể cố lên một tí để chúng ta có thể mua một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus Mỹ này tại Clickbuy với mức giá khoảng 14-15 triệu chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể có những sự lựa chọn thay thế. Các bạn cảm thấy sao về bộ đôi này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.